Dạ thưa cậu, có người mang thiệp qua đến. Đúng là không uổng công đặt từ Sài Gòn mà. Sẵn đây tôi cũng xin thưa chuyện với cậu, hiện nay chúng ta vẫn chưa có danh sách khách mời, xin cậu cho biết để nhà bếp còn chuẩn bị. Trước tiên sẽ dựa vào bản gia phả để không bỏ sót bất kỳ người nào trong họ. Bản gia phả để trong học tủ bàn thờ đó vú. Dạ thưa cậu. Hân, em giúp anh lên danh sách các quan trên và các bạn hàng từ lớn đến nhỏ. Nếu mà sót người nào á thì không hay đâu, chuyện này rất quan trọng. Dạ em biết rồi. À vú, vú cho người mang vào 50 thiệp để con mời các bạn từ thời đi học của con. Nếu mà thiếu người nào, tụi nó sẽ không để yên cho con đâu. Cậu yên tâm, tôi nhớ rồi. Khách khứa chỉ có vậy, con nghĩ là mình chuẩn bị khoảng 100 bàn, chiêu đãi cả ngày là vừa đủ. Nhưng thưa cậu, còn họ bên nhà gái, cậu tính sao? Họ nhà gái hả? Em ở nhà anh từ nhỏ, họ hàng thân thích thì cũng không có, biết mày ai đấy. Em có muốn thì cậu cũng không cho. Anh đã cho phép gia nhân trong nhà giữ lễ cưới rồi còn gì. Chắc hôm đó lễ cưới cũng giảm được nhiều thứ. Giảm là sao thưa cậu? Thì chắc chắn là không có rước dâu rồi. Em Hân ở trong nhà con từ nhỏ, ở chung một nhà thì tại sao lại phải rước dâu? Thưa cậu, tại sao lại có chuyện không rước dâu? Đó là điều cần thiết phải có của một đám cưới mà. Thì không rước dâu là cậu tính bỏ qua lễ gia tiên bên nhà gái hay sao? Em đừng làm khó anh nữa. Ai cũng biết là ba má em đã qua đời từ lâu. Giả lại em làm gì có nhà chứ. Anh xin lỗi. Thưa cậu, em tuy không còn cha má, nhưng người cất công nuôi dưỡng em bao nhiêu lâu nay vẫn còn, đó là vú. Em luôn xem vú là người thân thích nhất của mình. Nói vậy, và khác nào em bắt anh phải bái lại vú quỷ? Và cả mộ của má em ở sân sau thưa cậu. Vú nói giùm con một lời công bằng đi. Dạ. Hân à, con... Ngoài chuyện lễ nghĩa, còn có tấm lòng nữa thưa cậu. Nếu cậu muốn cưới em thì phải tôn trọng cha má của em và vú. Cậu thử nghĩ đi, nếu như em không lại tạ bà Liên Anh cùng bàn thờ của nhà cậu thì sao? Sao em dám? Tôi xin cậu. Hân à, có chuyện gì từ từ nói con. Vú cứ để con và cậu nói rõ chuyện này. Không cần phải nói gì nữa hết. Em toàn đưa ra những đòi hỏi rất là vô lý, không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Hân à, con bình tĩnh lại đi con. Cái chuyện hồi nãy con có phần bức ép cậu Vĩnh Đức đó. Không lẽ con muốn một đám cưới bình thường như bao người khác không được hay sao vú? Vú không phải có ý đó. Nhưng mà chuyện của con không giống như người ta.